Ngày 18 tháng 3 năm 2018, một cuộc thi giữa 15 chú gà kiện có giá hàng chục triệu đồng lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Hội thi mang tên Nét đẹp gà cảnh Tân Châu miền Trung lần thứ nhất diễn ra tại công viên sinh thái Cò Dầu, thành phố Đông Hà do Hội sinh vật cảnh thành phố Đông Hà phối hợp với câu lạc bộ gà cảnh miền Trung tổ chức. Tham dự hội thi là các chủ gà đến từ 5 tỉnh thành miền Trung gồm Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Trị cùng 15 chú gà kiện Tân Châu. Ngoài ra tại hội thi cũng triển lãm cặp gà Serama, một loại gà nhỏ nhất thế giới có nguồn gốc từ Malaysia. Được biết, gà tre Tân Châu là một giống gà bản địa của Việt Nam. Đây là giống gà được dân chơi gà kiển ưa thích vì màu sắc sặc sỡ. Chúng có vóc dáng gần giống gà rừng nhưng nhỏ con, thấp, trọng lượng tối đa từ 800 đến 900 gram với con trống và từ 700 đến 800 gram cho con mái. Để chọn làm gà cảnh, chúng còn phải đáp ứng các tiêu chí về màu sắc và bộ lông. Để gà có lông đẹp, đuôi dài, mượt, gần gũi với người, người nuôi phải thường xuyên chăm sóc các tỉa lông và vuốt ve chúng. Để sở hữu một con gà tre Tân Châu là không dễ vì nó có giá gấp khoảng 100 lần so với con gà thường. Tại hội thi này, con gà tre đắt nhất được cho là lên tới 30 triệu đồng. Sau hai vòng thi thì giải nhất đã được trao cho chú gà kiển của ông Bùi Mạnh Dũng thuộc câu lạc bộ gà cảnh Quảng Trị. Hội thi là dịp để những người yêu gà kiển Tân Châu có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau, đồng thời là bước tập dượt để Quảng Trị tổ chức đăng cai hội thi gà kiển Tân Châu toàn quốc vào năm 2019. Kính thưa quý vị khán giả, vào những ngày vừa qua thì thông tin ba em học sinh lớp 9 ở Gia Lai chết đuối thương tâm rủ nhau khi đi tắm tại sông Ba khiến cho cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Và chúng tôi cũng đã thông tin đến quý vị về vụ việc này trong những bản tin trước. Bài học cảnh giác về điều này cho các bậc phụ huynh khi quản lý con em mình ở các khu vực ao hồ sông suối thật sự cần phải được quan tâm sâu sắc hơn nữa. Trong khi vụ việc ở Gia Lai vẫn chưa nguôi ngoai lắng dịu thì mới đây lại có hai em học sinh lớp 8 ở Quảng Ngãi bị đuối nước khi cùng bạn tắm sông sau giờ tan học. Ghi nhận của phóng viên chương trình về vụ việc quá đau lòng này. Chiều ngày 18 tháng 3, một vụ đuối nước đã xảy ra tại khúc sông Trà Câu, đoạn chảy qua địa phận thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, nhóm học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Phổ Văn rủ nhau đến khu vực này để tắm sông. Không may, hai học sinh trong nhóm gồm Lê Thanh Nguyên, 13 tuổi và Nguyễn Văn Trường, 13 tuổi bị đuối nước. Nghe hô hoán, một người đàn ông đang trồng dưa gần đó liền chạy tới ứng cứu. Người này cứu được em Nguyễn Văn Trường đưa vào bờ. Tiếp theo, ông cùng một số người dân nhảy xuống cứu em Nguyên và chuyển lên xe đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, em Nguyên đã tử vong ngay sau đó. Vào tối hôm qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe khách loại 52 chỗ tông vào hai mẹ con đang qua đường, khiến người mẹ tử vong tại chỗ, bé trai 2 tuổi bị thương rất nặng. Chiếc xe khách của nhà xe Kim Lý mang biển số 51B20019 do tài xế Nguyễn Mạnh Hùng điều khiển đang lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Do chạy với tốc độ khá cao nên khi phát hiện chị Hoàng Thị Huyền sinh năm 1979 đang bế con là cháu Nguyễn Quốc Thanh 2 tuổi bất ngờ chạy qua đường, tài xế không làm chủ được tay lái nên đã tông trực diện vào hai mẹ con. Chị Huyền chết tại chỗ, còn cháu Thanh phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa mới xảy ra tại Đắk Lắk. Theo đó, một bé trai 2 tuổi đang chơi trước nhà thì bị một tài xế xe khách chở đi mất. Liên quan đến vụ việc này, Công an thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ vụ việc. Liệu có hay không việc tài xế này mang cháu nhỏ đi khỏi với mục đích là bắt cóc tống tiền hay là bán đi đâu mất? Vâng ạ, và thưa quý vị, may mắn cho người nhà nạn nhân là đã có người dân phát hiện và kịp thời có một hành động rất sáng suốt. Đó là hành động gì và diễn tiến của vụ việc này như thế nào? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin chi tiết ngay sau đây. Cháu bé bị người lạ đưa đi là cháu Trương Minh Huy, 2 tuổi, ngụ tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ. Vào khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 3, anh Lương Thanh Trầm, 40 tuổi, là cậu của cháu Huy, đưa cháu về nhà mình chơi. Trong lúc chơi đùa, cháu Huy đã bỏ chạy ra trước nhà, sát đường Hồ Chí Minh đứng. Lúc này, đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng, 29 tuổi, ngụ tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, là tài xế xe khách mang biển kiểm soát 47B01250 chạy hướng Gia Lai đi Đắk Lắk, đã xuống đưa cháu bé lên xe rồi chở đi. Một người dân đã phát hiện và chụp ảnh chiếc xe rồi thông báo cho gia đình cháu Huy biết. Gia đình đã gọi điện báo cho lực lượng công an. Sau khi xe của đối tượng Dũng đưa cháu Huy đi được khoảng 15 km thì bị một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk chặn lại, đồng thời đưa phương tiện và đối tượng về trụ sở công an thị xã Buôn Hồ để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng không thừa nhận việc bắt cóc mà cho rằng bắt là để cho bố mẹ cháu bé chừa cái việc bỏ con ra đường và sẽ gửi cháu bé vào một nhà chùa ở thành phố Buôn Ma Thuột. Thật là một lý do không thể nào hiểu nổi.
Kính thưa quý vị, một vụ mất trộm rất bức xúc ở Sơn La vừa được cộng đồng mạng lên tiếng nhờ hỗ trợ cho nạn nhân tìm lại tài sản. Vật bị đánh cắp trong vụ việc này là một cây hoa hồng quý có tuổi đời hàng chục năm. Điều đáng nói là đối tượng gây ra vụ việc mang cả xe ô tô vào tận nhà người dân để trộm hoa, thưa quý vị. Và sau vụ việc này thì chủ của cây hoa hồng lên tiếng nhờ cộng đồng chung tay tìm lại cây hoa mà đối với anh rất nhiều kỷ niệm. Chỉ sau 3 ngày đăng tải, một người dân đã cung cấp đoạn clip và hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh đạo chích trộm hoa mang chiếc xe bán tải màu đỏ đi làm việc xấu. Chủ của cây hoa hồng là anh Hà Văn Lương, sinh năm 1998, dân tộc Thái ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ngày 15 tháng 3, trộm vào nhà anh Lương chở hoa đi mất, trong khi trong nhà vẫn có cụ ông 100 tuổi là ông của anh Lương hiện diện. Anh cho biết chiếc ô tô bán tải màu đỏ đã vào nhà của tôi, đào cây hoa hồng cổ và mang đi mất. Khi đó ở nhà chỉ có ông tôi đã 100 tuổi nên ông không biết. Đi làm về tôi mới phát hiện cây hoa hồng trước cửa không cánh mà bay. Cây hoa hồng cổ này được ba của anh Lương lấy từ nhà của một người anh em cách đây 20 năm. Sau đó anh tiếp nối ba mình, chăm sóc được khoảng 10 năm. Có người trả giá 30 triệu đồng nhưng anh Lương không bán vì đối với gia đình, cây hồng như một người bạn và là một thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, thông tin cây hoa hồng cổ của anh Lương bị mất thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng và những bài viết liên quan đến cây hoa hồng đều nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ từ cư dân mạng với quyết tâm tìm ra kẻ đã lấy mất cây hoa hồng này. Và chỉ sau 3 ngày đăng tải thì một nhà dân ven đường quốc lộ 6 đã cung cấp đoạn clip và hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh của một chiếc xe bán tải màu đỏ chở theo cây hoa hồng. Hy vọng là với những hình ảnh rõ ràng như vậy thì lực lượng chức năng sẽ sớm tìm ra tên trộm cây táo tợn này. Kính thưa quý vị, ông bà ta có câu nói rất hay, con vào dạ mà đi tu. Câu nói này nhấn mạnh vào vai trò của đấng sinh thành. Khi sinh con ra thì giáo dục con, thì người làm cha làm mẹ phải làm gương tốt, dạy con nên người từ chính cuộc sống và những hành vi lương thiện của mình. Một vụ việc đã khiến cho dư luận rất là xôn xao được phát hiện ở Nghệ An, khiến ai nấy đều bức xúc. Một người cha cùng với con đi buôn hàng trắng, để rồi cả hai cha con sa lưới cảnh sát. Trong trường hợp này, người con đã đủ tuổi trưởng thành để chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Nhưng việc người cha cùng với con mình đi vào con đường phạm pháp thì quả thật là đáng bị lên án. Ngày 19 tháng 3, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng Và Xá Vừ cùng Và Bá Bì, ngụ tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là hai cha con đã vận chuyển một lượng lớn ma túy đưa đi tiêu thụ. Trước đó, trên quốc lộ 7A, thuộc địa bàn xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Và Xá Vừ, sinh năm 1964, và con trai là Và Bá Bì, sinh năm 1996, đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 5 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 2.200 viên ma túy tổng hợp và 4,5 triệu đồng tiền mặt. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trước đây ở miền Tây đã xảy ra không ít vụ ngộ độc cá nóc, thế nhưng hiện nay nhiều bà con vẫn chủ quan đánh bắt và chế biến cá nóc làm món ăn khoái khẩu. Trong tuần vừa qua đây thôi thì đã có 2 vụ ngộ độc cá nóc liên tiếp xảy ra tại tỉnh Hậu Giang. Các trường hợp ngộ độc đều trong tình trạng rất nguy kịch. Theo kinh nghiệm của bà con, chỉ có loại cá nóc vàng mắt đỏ là có chứa độc tố, còn cá nóc chấm xanh thì hoàn toàn vô hại. Thế nhưng, thực hư vấn đề này ra sao? Chất độc thực sự có trong cá nóc là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chuyên mục Chuyện Cảnh Giác ngày hôm nay. Thì nông dân như tôi thì thích ăn nó lắm, vì thịt nó ngon, ngọt, ngon các loại hơn loại cá đồng khác. Cá lúc mít nó béo hơn là thịt gà, mà béo hơn thịt gà, thịt heo hay là gì nữa. Chứ lúc trước chị ăn bình thường, chứ đâu có gì đâu. Ăn rất là béo, rất là ngon, bà không có bỏ bụng bỏ gì ăn cho không ngon. Cũng bắt về rồi nhầm con thì thấy bụng nó bự thì mình mổ bụng ra, còn nếu mà không bự thì cũng để đại nấu canh chua hay là hoặc cái kho lạc hay làm các món ăn gì mà thích với khẩu vị mình đó. Tại miền Tây, cá nóc hay còn gọi là cá nóc mít được xem là món ăn khoái khẩu đối với nhiều người. Cá nóc sau khi được đánh bắt không chỉ sơ chế làm món ăn hàng ngày mà còn sử dụng cả trong những bữa tiệc. Cá nóc nước ngọt có hai loại, cá nóc chấm xanh và cá nóc vàng mắt đỏ. Theo kinh nghiệm của bà con, loại cá nóc vàng mắt đỏ là loại chứa nhiều độc tố. Với cách phân biệt này, bà con hoàn toàn yên tâm sử dụng cá nóc mà không lo việc ngộ độc. Cũng nghe nói, nhưng mà nếu con cá nóc mắt vàng thì độc lắm. Thành ra mà ăn lượng con cá nóc mắt xanh mà con bự lắm nha.
con vàng là nó vàng tươi luôn như con tha nghệ vậy đó. Còn cái con cá nó mít xanh nó là nó xanh cái màu xanh nó trên nha. Rồi cái màu trắng ở dưới bụng, biết dễ phân biệt á. Thế nhưng theo các chuyên gia nghiên cứu cho biết, không chỉ có cá nóc mít vàng mà loại cá nóc mít xanh cũng chứa lượng độc tố cao, nguy hại đến sức khỏe và có thể dẫn đến tử vong. Mới đây tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra một vụ ngộ độc cá nóc làm 5 người phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch. Cụ thể vào trưa ngày 7 tháng 3, một người dân ngụ ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp đặt vấn bắt được khoảng 2 kg cá nóc mít xanh. Sau đó đã đem đi chế biến món ăn và rủ người em trai của mình cùng 5 người hàng xóm tổ chức nấu lẩu. Sau khi ăn được 30 phút thì 5 trong số 7 người có biểu hiện bị tê lưỡi, chân tay, cứng hàm, nôn ói nên nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ điều trị trong tình trạng nguy kịch. Hôm trước là cũng có 2-3 người ở đây bị ngộ độc rồi. Thành ra tôi cũng 6 năm nay cũng không có ăn luôn nữa. Rồi tôi la thôi đổ bỏ đi, nó không chịu. Cái tôi nói thôi, cái lúc nó không có nhậu nghe đổ bỏ đi. Anh em ta bị ngộ độc nhiều lắm. Thì trong khi đó tôi chạy ra ngoài bệnh viện thì nói là năm anh này bị ngộ độc chuyển đi Cần Thơ. Trong khi 5 trường hợp ngộ độc cá nóc vẫn đang được các bác sĩ điều trị tích cực, thì Bệnh viện tỉnh Hậu Giang tiếp nhận thêm trường hợp của anh Lê Thanh Tâm, 31 tuổi, cùng ngụ tại huyện Phụng Hiệp, nhập viện do ngộ độc cá nóc trong tình trạng nguy kịch. Người nhà nạn nhân cho biết, sáng 9 tháng 3, thấy hàng xóm đặt lờ cua có 8 con cá nóc mít xanh. Anh Tâm qua xin về nấu cháo để ăn. Mặc dù gia đình can ngăn, nhưng anh Tâm vẫn tiếp tục làm cá nóc để nấu cháo. Sau khi ăn khoảng 30 phút, anh có biểu hiện ngộ độc. Dễ sắp gì à, tôi thấy nó là bụng một tay, đem gì à. Bắt đầu tôi mới đi ruộng. Tôi la thơ mày đừng ăn, ngày hôm qua tao nghe người ta ăn nút mít chết nhóc trơn á. Rồi nó nhà nó mặn nấu cháo thì nó ăn. Ông đó giờ nó ăn nó có gì đâu, bữa nay ăn cậy có sao. Theo nhận định của các chuyên gia, độc tố của cá nóc có nhiều nhất ở cơ quan nội tạng như gan, thận, tụy, cơ quan sinh sản. Ngoài ra, da và thịt cũng có chứa một hàm lượng độc tố đủ để gây chết người. Chất độc này có tên là tetrodotoxin. Nếu tác động vào hệ thần kinh sẽ làm gây tê liệt nhanh chóng và gây tử vong cao. Nghiên cứu cho thấy rằng chất độc tetrodotoxin rất khó phân hủy dù ở nhiệt độ cao. Khi đun sôi ở nhiệt độ 1000 độ C trong 6 giờ đồng hồ, độc tố tetrodotoxin mới giảm đi 50%. Còn ở nhiệt độ 2000 độ C, độc tố này mới có thể mất đi trong khoảng 10 phút. Vì thế, ở nhiệt độ đun nấu thức ăn thông thường, độc tố trong cá nóc không thể mất đi được. Chất này là một chất rất độc đối với hệ thần kinh và các cơ hô hấp. Chính vì thế mà khi mà chúng ta bị ngộ độc thì coi như là nó diễn biến bệnh rất nhanh. Và một cái đặc điểm là chúng ta phải hết sức thận trọng là chất tetrodotoxin này nó rất bền với cái nhiệt và cái mức độ độc nó gấp 1000 lần đối với cyanide. Do đó cái khi mà chúng ta ăn vào đó thì coi như cái mức độ phát tán của chất độc nó rất nhanh. Nếu mà chúng ta không đưa cấp cứu kịp thời thì cho nhân sẽ tử vong. Với chất độc nêu trên, chỉ cần ăn 10 gram thịt cá nóc có độc tố, người bệnh sẽ có triệu chứng tê môi, đầu lưỡi, có thể nôn mửa, co giật, hôn mê, suy hô hấp. Và nếu cấp cứu trễ từ 3 tới 5 tiếng đồng hồ thì nguy cơ tử vong rất cao. Cho đến nay, độc tố của loài cá này vẫn chưa có thuốc đặc trị. Vì vậy, biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất chính là không ăn bất cứ thực phẩm nào được chế biến từ cá nóc. Về cái độc chất này đó, thì hiện tại chưa có thuốc mà chúng ta để làm cái giải độc đó. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta phát hiện sớm và chúng ta đưa vào viện kịp thời thì cái mức độ nặng nó sẽ tùy thuộc vào cái thời gian chúng ta cho bệnh nhân nhập viện hay sớm hay trễ. Chúng ta không nên sử dụng và không nên chế biến những cá nóc này để chúng ta ăn. Bởi vì với mức độ là khi mà chúng ta chế biến một cách thô sơ chẳng hạn như là nấu canh hoặc là kho như thế nào đó thì cái độc chất của nó là nó rất bền với nhiệt, cho đó không thể nào mà nó tiêu hủy được. Những cái chết thương tâm, những vụ cấp cứu ngộ độc cá nóc vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với những người đã từng sử dụng cá nóc. Đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh người dân không nên quá chủ quan với tính mạng của mình. Tuyệt đối không mang loại cá này lên bàn ăn để tránh dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm nóng cũng đã hết. Vâng ạ, xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.